Bạn có trả lời đúng đáp án hay không, hay là bạn trả lời sai? Giờ bạn đã hình dung được thị phần của thương hiệu là gì hay chưa? Mục tiêu kinh doanh thứ hai mà tôi muốn các bạn hết sức lưu ý đó chính là thị phần share, chính là tỷ lệ phần trăm doanh số của công ty bán được trên độ lớn thị trường cả về mặt sản lượng lẫn giá trị. Như tôi có nói bên trên, nhiều doanh nghiệp cho rằng chỉ cần bán hết số lượng sản phẩm mình sản xuất là đã có thể thỏa mãn được mục tiêu. Tuy nhiên, một khi đã làm kinh doanh thì không ai lại muốn dậm chân một chỗ trên thị trường vì nguy cơ bị nuốt chửng bởi các doanh nghiệp lớn là rất là cao nếu chúng ta không chịu phát triển. Chúng ta có thể bán hết hàng nhưng lượng hàng của chúng ta là như thế nào so với nhu cầu của thị trường? Do đó, thị phần share là chỉ số giúp cho thương hiệu biết được mình đang bán nhiều hơn hay ít hơn so với đối thủ cạnh tranh, đồng thời có thể nhận biết được cơ hội tăng trưởng của thương hiệu là bao nhiêu thông qua việc nhìn nhận khả năng của đối thủ so với tiềm năng của thị trường. Theo đó, để biết thị phần thì thương hiệu phải biết được độ lớn thị trường cả về sản lượng, volume market share lẫn giá trị, value market share. Độ lớn thị trường được xác định dựa trên việc chúng ta xác định đối thủ cạnh tranh của mình là ai, chúng ta đang chiến đấu trong phân khúc nhu cầu nào, mà nếu thương hiệu của chúng ta tăng số thì những đối thủ nào sẽ bị rớt số. Ví dụ, một nhãn hiệu siro bổ sung canxi cho trẻ em với thông điệp giúp trẻ em tăng chiều cao. Nếu lựa chọn thị trường là những sản phẩm siro bổ sung canxi cho trẻ em thì thị trường có thể nói là rất là nhỏ. Nhưng mà nếu mà họ nhìn rộng hơn, họ chọn thị trường là bất cứ sản phẩm bổ sung canxi nào mà trẻ em uống được, mặc dù đó là những thương hiệu không trực tiếp nhắm đến trẻ em, ví dụ như là Calcium Corbiere chẳng hạn, thì độ lớn thị trường sẽ to hơn rất là nhiều. Thì khi đó việc giành được 1% của thị trường lớn vẫn giá trị hơn nhiều so với việc cạnh tranh trong một thị trường nhỏ như là siro cho trẻ em. Như vậy, dựa trên độ lớn thị trường và doanh thu của thương hiệu, chúng ta có thể xác định được thị phần của thương hiệu bằng cách chia phần trăm hai con số này. Thị phần cũng được chia thành volume share và value share. Tương tự ví dụ mà tôi có chia sẻ trước đó, thì thương hiệu dẫn đầu thị trường về volume share không có nghĩa là sẽ dẫn đầu thị trường về value share. Ví dụ, Bia Sài Gòn thị phần về mặt sản lượng volume share cao hơn Heineken, nhưng Heineken lại có thị phần về mặt giá trị value share cao hơn so với Bia Sài Gòn, do giá bán của Heineken cao hơn Bia Sài Gòn đỏ rất là nhiều. Theo đó, bán khách hàng là một việc tốt, nhưng mà bạn cũng cần phải đảm bảo là thương hiệu của mình đang bán nhiều hơn đối thủ. Nếu bán khách hàng nhưng đóng góp của thương hiệu của bạn quá nhỏ so với ngành hàng thì bạn sẽ có khả năng bị nuốt chửng. Việc đặt mục tiêu thị phần nên xác định rõ là muốn tăng về thị phần sản lượng hay là thị phần giá trị hay là cả hai. Và đến đây bạn đã hiểu được hai mục tiêu kinh doanh đầu tiên là doanh số và thị phần. Vấn đề thứ ba được đặt ra đó là khi bạn bán năm sau nhiều hơn năm trước thì liệu bạn có nên vội vui mừng? Nếu bạn bán năm sau nhiều hơn năm trước thì liệu có giúp bạn tăng được thị phần share hay không, hay ngược lại, nếu lỡ năm nay bị rớt số thì liệu thị phần của bạn có bị ảnh hưởng hay không? Để trả lời cho vấn đề này, chúng ta sẽ học đến mục tiêu thứ ba, đó là tăng trưởng, bao gồm tăng trưởng của ngành hàng và tăng trưởng của thương hiệu. Và trước khi đi vào phần này, hãy giúp tôi giải bài tập nhỏ thứ ba như sau. Năm trước, brand A bán được 10.000 chai dầu gội 180g với giá bán là 30.000. Năm nay, brand A bán được 11.000 chai dầu gội cùng loại với giá đã tăng lên là 35.000 đồng. Một nghiên cứu thị trường cho biết tăng trưởng về sản lượng của toàn ngành dầu gội là 20% và tăng trưởng về mặt giá trị là 30%. Như vậy, nếu bạn là brand manager của brand A thì bạn nên vui hay là buồn? Bạn hãy giúp tôi trả lời câu hỏi này trước khi đi vào bài học.